Cô chào tất cả các con. Tiết học hôm trước, chúng ta đã được học về luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối. Và để hình thành cho các con cách viết một đoạn văn miêu tả cây cối, thì hôm nay cô và các con cùng đến với tiết tập làm văn qua bài luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối. Bài 1. Đọc dàn ý bài văn tả cây chuối tiêu dưới đây. Giới thiệu cây chuối tiêu. Tả bao quát cây chuối tiêu. Tả các bộ phận của cây chuối tiêu: tàu lá, buồng chuối, nải chuối, quả chuối. Nêu lợi ích của cây chuối tiêu. Từng ý trong dàn ý trên thuộc phần nào trong cấu tạo của bài văn miêu tả cây cối? Thì phần giới thiệu cây chuối tiêu, đó là phần mở bài. Và phần tả bao quát cây chuối tiêu, từng bộ phận cây chuối tiêu, đó là phần thân bài. Và lợi ích của cây chuối tiêu, đó là phần kết bài. Và lợi ích của cây chuối tiêu chúng ta cũng có thể viết ở phần thân bài, và ở phần kết bài chúng ta có thể nêu về cảm nghĩ và tình cảm đối với cây mà chúng ta muốn tả. Bài 2. Dựa vào dàn ý trên, bạn Hồng Nhung dự kiến viết 4 đoạn văn, nhưng chưa viết được đoạn nào hoàn chỉnh. Em hãy giúp bạn viết hoàn chỉnh 4 đoạn văn này. Viết vào chỗ có dấu chấm. Đoạn 1. Chấm chấm chấm. Em thích nhất một cây chuối tiêu sai quả trong bụi chuối ở góc vườn. Đoạn 2. Nhìn từ xa, cây chuối như một chiếc ô xanh mát rượi. Thân cây cao hơn đầu người, mọc thẳng, không có cành. Xung quanh là mấy cây con đứng sát lại thành bụi. Chấm chấm chấm. Đoạn 3. Cây chuối có nhiều tàu lá. Có tàu đã già khô, bị gió đánh rất ngang và rũ xuống gốc. Các tàu lá còn xanh thì liền tống, to như cái máng nước úp sấp. Những tàu lá ở dưới màu xanh thẫm, những tàu ở trên màu xanh mát, nhạt dần. Chấm chấm chấm. Đoạn 4. Chấm chấm chấm. Chuối có ích như thế, nên bà em thường xuyên chăm bón cho chuối tốt tươi. Những phần chấm chấm này, đó là bạn Nhung còn viết thiếu. Chúng ta sẽ cùng bạn Nhung bổ sung ở những phần mà bạn viết chưa hoàn chỉnh này. Và trước khi cô gợi ý cho các con, cô sẽ cho các con xem một số hình ảnh sau đây. Đây là hình ảnh cây chuối tiêu. Đây là các tàu lá. Các con thấy các tàu lá nè. Đây là hoa chuối. Và đây là buồng chuối. Đây là quả chuối chín. Và chuối có nhiều công dụng. Người ta sử dụng chuối, hoa chuối để làm gỏi. Lá chuối người ta có thể gói bánh. Đây, các con xem, người ta có thể gói bánh bằng lá chuối với rất nhiều loại bánh. Người ta có thể dùng gói lá chuối để gói xôi, gói chả, gói nem.
gói bánh. Và lợi ích sức khỏe bất ngờ từ trái chuối thì trái chuối có rất nhiều vitamin và khoáng chất giúp kiểm soát huyết áp, bình ổn lượng đường trong máu, tái tạo năng lượng cho trí não và điều chỉnh hệ tiêu hóa. Tiếp theo, tôi sẽ có một số gợi ý cho các con ở các đoạn văn mà bạn chưa làm hoàn chỉnh. Như ở đoạn 1, hè nào em cũng được về thăm quê ngoại. Vườn nhà bà ngoại trồng rất nhiều thứ cây, nào cây na, nào bưởi, nào ổi, nào mít, nhưng nhiều hơn cả là cây chuối. Em thích nhất một cây chuối tiêu sai quả trong bụi chuối ở góc vườn. Phần tinh nghiêng là phần mà chúng ta cần bổ sung cho hoàn chỉnh đoạn văn của bạn. Và ở đoạn 1 này, đây là phần mở bài. Đoạn 2, nhìn từ xa, cây chuối như một chiếc ô xanh mát rượi. Thân cây cao hơn đầu người, mọc thẳng, không có cành. Xung quanh là mấy cây con đứng sát lại thành bụi. Những cây chuối con đứng sát bên chân mẹ, đến gần mới thấy rõ thân chuối như cột nhà. Sờ vào thân cây chuối có buồn. Tay ta không còn cảm giác mát rượi vì cái vỏ nhẵn bóng của cây đã hơi khô. À, và phần tinh nghiêng màu hồng này đó là phần chúng ta bổ sung thêm vào đoạn 2 của bài. Đoạn 3, cây chuối có nhiều tàu lá. Có tàu đã già khô, bị gió đánh rất ngang và đổ xuống đất. Các tàu lá còn xanh thì liền tấm, to như cái máng nước úp sấp. Những tàu lá ở dưới màu xanh thẫm, những tàu ở trên màu xanh mát, nhạt dần. Đặc biệt nhất là buồn chuối dài lê thê, nặng trĩu với bao nhiêu nải chuối sát nhau, khiến cây như ẩn phú, nghiêng hẳn về một phía. À, và phần tinh nghiêng màu hồng này đó là phần gợi ý của cô để cho các con hoàn chỉnh đoạn 3. Và ở đoạn 2 và đoạn 3 đó là phần phân bài. Tiếp theo ở đoạn 4, cây chuối dường như không bỏ đi thứ gì, củ chuối, thân chuối băm nhỏ trộn với cám để nuôi lợn, nuôi gà Việt, lá chuối dùng để gói bánh, gói giò, hoa chuối làm gỏi, làm nộm rất ngon, còn quả chuối chín vàng, ăn vừa ngọt, vừa bổ. Chuối có ích như thế, nên bà em thường xuyên chăm bón cho chuối tốt tươi. À, phần in nghiêng màu hồng của cô ở đây là phần cô gợi ý cho các con để làm đoạn 4. Và đoạn 4 này đó là phần kết bài. Vậy thì khi miêu tả cây cối cần chú ý những gì? Khi miêu tả cây cối cần chú ý quan sát thật kỹ và thật chi tiết. Chú ý đến đặc điểm riêng của cây cần quan sát thì bài văn mới hay và sinh động. Tiết học của cô đến đây là kết thúc. Các con hãy coi kỹ lại bài một lần nữa. Sau đó các con hãy quan sát thật kỹ cây chuối mà chúng ta có thể trồng ở nhà hoặc có thể chúng ta lên mạng xem để chúng ta có thể làm bài thật tốt hơn. Phần trên cô đã gợi ý cho các con làm bài, thì bây giờ các con hãy tìm hiểu thêm và làm cho cô hoàn chỉnh các đoạn văn trên. Cô chúc các con và gia đình thật nhiều sức khỏe. Cô chào tất cả các con.